Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn cùng đến với Hàn Quốc Sarang. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với ngữ pháp trung cấp bài số 6. Ở bài này thì có 3 ngữ pháp và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu một phần ngữ pháp đầu tiên. Đó là về động từ bị động, phi đông xa. Các bạn sẽ có nội dung của bài này gồm 3 ngữ pháp. Ngữ pháp số 2, động từ kết hợp với ao, chi đà, bị được gọi là trở nên. Ngữ pháp thứ ba, động từ là tính từ chia theo đuôi at hoặc là osun tè, mà nghĩa là khi. Khi gì gì đó, ví dụ là khi tôi còn nhỏ hoặc là khi mà tôi còn xấu xí gì gì đó thì tôi đã như thế nào đó. Thì các bạn hãy đón xem những cái ngữ pháp này ở video sau nhé. Hôm nay chúng ta sẽ có cái động từ bị động phi đông xa. Nó là cái gì? Các bạn sẽ có động từ bị động, tức là cái loại động từ biểu hiện chủ ngữ của câu này không thực hiện hành động mà bị tác động bởi một người khác hoặc là một đối tượng nào khác. Ví dụ các bạn có động từ có thể chủ động là gì nhỉ? Xem tivi. Tôi xem tivi. Thế thì ở cái thể bị động của nó sẽ là gì nhỉ? Cho xem hoặc là được xem hoặc là bị xem. Ví dụ tôi bị mẹ bắt phải xem tivi chẳng hạn. Thì tức là chịu chúng ta cái chủ ngữ trong câu ấy, cái người xem tivi ấy, không phải ở cái thế chủ động mà là bị mẹ, bị tác động bởi người mẹ bắt phải xem tivi chẳng hạn, ví dụ thế. Thì như vậy các bạn sẽ có phi đông xa, tức là chủ ngữ ở trong câu không tự thực hiện hành động mà bị tác động bởi một người khác hoặc là một đối tượng nào khác. Và như vậy khi mà dịch thì tùy thuộc, các bạn có thể dịch là mang nghĩa là bị theo cái hướng tiêu cực hoặc là được theo cái hướng tích cực. Ví dụ là các bạn có thể dịch là gì nhỉ? Có thể dịch ví dụ là mất tiền, thì các bạn có dịch là gì nhỉ? Tôi mất tiền, thì đó là một cái câu thông thường chuyển thuật. Còn khi mà cái dạng bị động, các bạn có thể nói là gì nhỉ? Tôi bị mất tiền. Hoặc có thể các bạn dịch là gì nhỉ? Cảnh sát tóm được tên trộm. Hoặc các bạn có thể dịch là gì nhỉ? Tên trộm bị cảnh sát tóm. Thì khi mà các bạn nói là tên trộm bị cảnh sát tóm thì như vậy nó chính là động từ ở cái thể bị động. Hoặc là gì nhỉ? Hôm nay tôi được khen thưởng. Ví dụ các bạn có là gì nhỉ? Cô giáo khen thưởng tôi, thì đó là một cái câu bình thường, một cái câu ở cái thể chủ động. Cô giáo khen thưởng, cô giáo trực tiếp khen thưởng. Còn các bạn nói là gì nhỉ? Tôi được cô giáo khen thưởng thì nó sẽ khác, thì nó lại ở cái dạng động từ bị động. Như vậy, lấy một vài cái ví dụ tiếng Việt để các bạn hiểu động từ bị động là như thế nào. Còn bây giờ chúng ta sẽ có nhé. Đối với những cái động từ bị động ấy, thường nó sẽ được gắn vào đằng sau gốc của động từ những cái từ như là y. Ví dụ, các bạn sẽ gắn y vào đằng sau gốc của động từ. Các bạn sẽ có động từ bô tả mang nghĩa là nhìn hoặc là xem chẳng hạn. Đây là cái việc nhìn hoặc là xem, ví dụ tôi xem tivi. Hoặc là gì nhỉ? Tôi nhìn mọi người nhảy múa. Còn khi các bạn có y gắn sau gốc của chen vào giữa đằng trước của từ tà thì các bạn sẽ có là bui tà, mà nghĩa là nhìn thấy. Tôi nhìn thấy mọi người nhảy múa. Tiếp theo cái từ nô thà, nô thà, nô thà mà nghĩa là đặt hoặc là để. Ví dụ là gì nhỉ? Tôi đặt lọ hoa lên trên bàn. Thì tức là tôi chủ động thực hiện hành động đặt lọ hoa. Còn khi các bạn chuyển nó sang cái thể bị động ấy, thì các bạn sẽ có là gì nhỉ? Nô y đà mà nghĩa là được đặt hoặc là bị đặt. Thì ví dụ bạn nói là gì nhỉ? Cái lọ hoa được đặt ở trên bàn. Thì như vậy thì tức là cái lọ hoa nó chịu tác động của cái hành động là tôi đã tác động lên cái lọ hoa và tôi để nó ở trên bàn. Thì nó sẽ khác, đặt để sẽ khác so với nô y đà được đặt hoặc là bị đặt. Tiếp theo với từ sa thà các bạn có ở đây. Từ này nó mang nghĩa là chất hoặc là chồng. Chất chồng hoặc là chất chồng lên hoặc là chồng chất ấy, thì ở cái dạng bị động sẽ là sai tả, mang nghĩa là được chất chồng hoặc là bị chất chồng. Ví dụ là dạo này học hành căng thẳng quá nên tôi bị chất chồng rất là nhiều, nhiều stress căng thẳng. Hoặc là với từ baku tả mang nghĩa là đổi hoặc là thay. Thế thì các bạn sẽ có dạng bị động của nó, các bạn sẽ thêm y Pakuida và sẽ được viết gọn lại là thành Pakuida mang nghĩa là bị đổi hoặc là được đổi. Như vậy các bạn lưu ý rằng thực chất ấy, cái việc kết hợp với y như thế này thì những cái từ này là những từ rất là căn bản, các bạn cần phải học thuộc.
không có một cái quy tắc, một cái quy tắc cố định là khi nào thì bạn thêm nhi và sau cái động từ nào cả, mà các bạn buộc phải học thuộc, buộc phải học thuộc nhá. Ngoài ra thì còn nhiều những cái từ khác nữa, tuy nhiên thì đây là những cái từ hết sức là căn bản thì các bạn ghi nhớ. Và các bạn sẽ có đối với cái từ nữa, đó là gì nhỉ? Động từ, các bạn sẽ có động từ bị động ấy. Nó được kết hợp bằng cách là gắn với từ he. Ví dụ các bạn có từ thật tà mà nghĩa là đóng, ví dụ đóng cửa chẳng hạn, thì ở cái dạng bị động của nó các bạn sẽ có là thật chi tà, thêm he vào đây và phát âm là thành thật chi tà bật hơi, âm chờ bật hơi. Thật chi tà mà nghĩa là được đóng hoặc là bị đóng. Ví dụ là gì nhỉ? Tôi đóng cửa thì bạn sẽ có là 저는 문을 닫아요, tôi đóng cửa. Còn cái dạng bị động bạn sẽ có là gì nhỉ? Cái cửa được đóng hoặc là cái cửa bị đóng thì các bạn sẽ dùng với 닫히다. Tiếp theo bạn có động từ là 막다. 막다 mà nghĩa là chặn hoặc là ngăn hoặc là tắc. Ở cái dạng bị động của nó sẽ là 막히다. 막히다 mà nghĩa là bị chặn hoặc là bị tắc. Ví dụ bạn nói là gì nhỉ? Đường bị tắc ấy, thì bạn sẽ có là 막히다. Tiếp theo bạn có từ 잡다. 잡다 mà nghĩa là bắt hoặc là tóm hoặc là túm đấy. Ở cái dạng bị động của nó thì các bạn thêm hi, và cái trường hợp này các bạn sẽ đọc nối âm lên là thành 잡히다. 잡히다 bị bắt. Ví dụ các bạn sẽ có là gì nhỉ? Cảnh sát bắt tên trộm, thì đó là một câu ở thể chủ động. Còn ở cái dạng bị động sẽ là gì nhỉ? Tên trộm bị cảnh sát bắt hoặc là tên trộm bị bắt, thì như vậy nó sẽ có dạng là 잡히다, cái dạng bị động. Tiếp theo, 먹다, bạn có từ 먹다 mà nghĩa là ăn. Thế thì các dạng sẽ có dạng bị động là bị ăn mất, sẽ là 먹히다, bị ăn mất. Các bạn sẽ có nhé. Như vậy, qua những cái này, các bạn có thể để ý một chút, đó là ở những cái vị trí dưới như thế này, các bạn thấy rằng đối với những cái động từ kết thúc bằng cờ này, từ này, bờ này và cái đuôi tà, thì các bạn sẽ chuyển sang cái dạng là thêm hi đằng trước của từ tà. Như vậy, qua một vài những cái ví dụ này, các bạn có thể nhận biết rõ một chút về cái hình thức kết hợp, tức là những cái từ mà có phụ âm như thế này, thì các bạn sẽ thêm với từ hi. Tuy nhiên không phải tất cả là như thế nhé. Sẽ có nhiều những cái trường hợp bất quy tắc mà nó ở cái dạng bị động, nó không phải là kết hợp với he, mà nó sẽ có một cái dạng biến đổi khác. Tiếp theo các bạn sẽ có đối với những cái động từ kết thúc là ri, âm r kết hợp với đuôi tà ấy, thì các bạn sẽ thêm từ ri đằng trước của từ tà như thế này. Ví dụ các bạn sẽ có là với từ thật tà mà nghĩa là nghe. Thế thì bị nghe hoặc là được nghe ở cái dạng bị động các bạn sẽ có là gì nhỉ? Thư ly tả mà nghĩa là bị nghe hoặc là được nghe hoặc là nghe thấy. Tiếp theo với từ con tả là treo hoặc là đeo hoặc là mắc ấy, thì ở cái dạng bị động của nó, động từ bị động sẽ là con ly tả, được treo lên hoặc là bị treo lên. Các bạn có thể nói là gì nhỉ? Mẹ tôi treo cái áo lên mắc. Thế thì ở cái dạng bị động sẽ là gì nhỉ? Cái áo được mẹ tôi treo lên. Thì như vậy, cái áo nó chịu tác động của mẹ, đó là mẹ tôi treo nó lên. Nó khác nhau đúng không? Tiếp theo với từ 풀다. 풀다 là mở, hoặc là tháo hoặc là cởi. Thế thì các bạn sẽ có là gì nhỉ? Ở cái dạng bị động của nó thì các bạn thêm từ 리 sẽ là 풀리다. 풀리다, được tháo hoặc là được cởi hoặc là được giải thoát ấy. Như vậy, các bạn có thể để ý một vài những cái trường hợp mà có kết thúc là phụ âm r, ri, thì các bạn sẽ thêm từ ri. Trường hợp này nhá, thực tà, thì các bạn sẽ có trường hợp này. Chúng ta hay quen rồi mà, khi mà chia theo đôi yo thì đầu tiên cũng các bạn cũng phải biến đổi là thành tờ thành âm r đúng không? Trường hợp này cũng thế, đầu tiên các bạn biến đổi thành âm r riêng và gắn với ri tà. Tiếp theo các bạn có một cái trường hợp nữa, đó là gì nhỉ? Để biến đổi động từ thành động từ thường thành động từ bị động ấy, thì bạn có thể thêm ki vào như thế này. Bạn có từ như thế này nhá. Cưng thả mà nghĩa là cắt hoặc là chặt.
thì các bạn thêm từ ki vào để nó biến đổi thành cái dạng động từ bị động. Các bạn sẽ có là kinh khi tà mà nghĩa là bị đứt hoặc là bị cắt đứt hoặc là bị chặt. Tiếp theo với từ chốt tà, các bạn cần chú ý biến âm thành chốt tà, gấp đôi phụ âm tờ lên. Từ này mang nghĩa là đuổi bắt hoặc là truy đuổi, ví dụ là gì nhỉ? Cảnh sát đuổi tên trộm thì như vậy. Cảnh sát chủ động thực hiện cái hành động là đuổi tên trộm. Còn khi mà cái dạng bị động ấy, thì các bạn thêm từ ki thì nó mang nghĩa là chốt ki tà mang nghĩa là bị rượt bắt hoặc là bị truy đuổi. Chốt ki tà, các bạn gấp đôi phụ âm ở cái âm tiết thứ hai nhá. Chốt ki tà. Ví dụ các bạn nói là gì nhỉ? Tên trộm bị truy đuổi. Ở cái câu này các bạn sẽ có là gì nhỉ? Cảnh sát truy đuổi tên trộm. Còn ở vị trí này các bạn sẽ có là tên trộm bị truy đuổi. Như vậy rõ ràng tên trộm nó chịu tác động, đó là gì nhỉ? Bị cảnh sát nó rượt bắt hoặc là truy đuổi. Tiếp theo cái động từ là an tà mang nghĩa là ôm. Ví dụ bạn nói là gì nhỉ? Em bé ôm búp bê. Ồ, như vậy em bé chủ động đúng không? Còn ở đây các bạn nói là gì nhỉ? An ki tà mà nghĩa là gì nhỉ? Búp bê được em bé ôm. Thì như vậy rõ ràng là nó sẽ khác nhau đúng không? Tiếp theo với từ kam tà. Kam tà mà nghĩa là cuốn hoặc là cuộn. Các bạn sẽ có là kam ki tà mà nghĩa là được cuốn hoặc là bị cuốn hoặc là được cuộn hoặc là bị cuộn. Như vậy, qua một số những cái từ này các bạn có thể để ý về cái hình thức của nó, đó là gì nhỉ? Không phải là tất cả, nhưng mà với nhiều những cái động từ mà kết thúc với niên, âm n này, m này, hoặc s hoặc là ch này, thì các bạn sẽ có cái động từ đó các bạn thêm ki vào đằng trước của tà và nó sẽ trở thành động từ bị động. Đây nhá, một vài những cái lưu ý mình ghi ở trên này. Tuy nhiên không phải là tất cả cái động từ nào mà có những cái dấu hiệu như thế này thì nó đều kết hợp với từ ki. Không phải, tức là nó chỉ là một phần thôi. Có rất là nhiều những cái trường hợp nó cũng có cái gốc là như thế này nhưng mà nó không thể kết hợp với ki được. Thì những cái trường hợp đó chúng ta sẽ phải sử dụng với một cái dạng khác, đó là các bạn chia theo đuôi là a hoặc là o hoặc là yo gắn với từ chi tà. Thì cái phần ngữ pháp này chúng ta sẽ học ở ngay sau cái video này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào một vài những cái ví dụ ở trong sách giáo trình. Thực chất những cái bảng mà mình vừa chia sẻ với các bạn thì nó cũng đều xuất hiện ở trong sách giáo trình rồi. Các bạn nhớ học thuộc những cái từ đó, bởi vì những cái từ này là những cái từ vô cùng là căn bản, sử dụng rất là nhiều, người ta đã cung cấp sẵn cho các bạn rồi, thì các bạn cố gắng học thuộc. Còn bây giờ chúng ta sẽ có ví dụ như là gì nhỉ? 문이 고장 나서 안 닫혀요. 문이 고장 나서 안 닫혀요. Cửa bị hỏng nên không đóng lại được. Các bạn sẽ có 문이 고장 나서 안 닫혀요. Ở đây 닫다, các bạn có từ 닫다, 닫다 mà nghĩa là đóng. 닫다 là đóng này. Thế thì các bạn có là gì nhỉ? Ở cái dạng bị động của nó thì các bạn sẽ thêm 히 đằng trước của từ 다, sẽ là 닫히다. Phát âm là thành 닫히다. Tờ và hờ gặp nhau, các bạn phát âm thành âm chờ, tha chi tà, mà nghĩa là được đóng hoặc là đóng được. Thông thường bạn sẽ có là gì nhỉ? 문을 닫아요, mà nghĩa là đóng cửa. Còn cái dạng là gì nhỉ? Đóng, không đóng lại được ấy, không đóng lại được thì bạn sẽ có là 안. Và các bạn sẽ chia ở dạng bị động, tức là cái cửa nó không được đóng lại. Vì cái cửa bị hỏng nên là không được đóng lại hoặc là không đóng lại được, thì các bạn sẽ có là 닫혀요, 안 닫혀요. Các bạn có ở đây là 고장나다 mà nghĩa là hỏng. So mà nghĩa là vì nên. Vì cái cửa ấy, 문이 고장 나서, vì cái cửa bị hỏng nên là 안 닫혀요, không đóng lại được. Tiếp theo một ví dụ nữa các bạn có là 교실이 어두워서 칠판 글씨가 안 보여요. 교실이 어두워서 칠판 글씨가 안 보여요. 그 nghĩa là gì nhỉ? So đây mà nghĩa là vì nên. Kyoshi là cái lớp học. Lớp học nó tối, oduoyo mà nghĩa là tối, nên là 칠판 글씨 mà nghĩa là gì nhỉ? Cái chữ viết ở trên bảng ấy, 칠판 có nghĩa là tấm bảng, 글씨 là cái chữ viết, an nghĩa là không, 보여요 không nhìn thấy được. Lớp học tối nên là không nhìn thấy chữ ở trên bảng.
교실이 어두워서 칠판 글씨가 안 보여요. 교실 어두워서 vì lớp học tối nên trên pan kunshi, cái chữ viết trên bảng ấy, án bô yò yô, không nhìn thấy. Các bạn có động từ gốc của nó là từ bô tà, mang nghĩa là nhìn, cái dạng chủ động. Tôi nhìn chữ trên bảng. Còn cái dạng bị động là gì nhỉ? Được nhìn thấy hoặc là tôi nhìn thấy chữ trên bảng ấy, thì bạn sẽ có là bô y tà. Bô y tà là nhìn thấy hoặc là được nhìn thấy, được xem thấy. Không được nhìn thấy hoặc là không nhìn thấy được, các bạn dịch là lớp học tối nên không nhìn thấy được chữ ở trên bảng. Như vậy, nó ở cái dạng bị động, các bạn dịch là nhìn thấy được. Còn án bô yò yô là không nhìn thấy được. Bô y đà các bạn chia từ yô thành bô yò yô hoặc là bú im nì đà. Tiếp theo, 학교 공부 때문에 스트레스가 많이 쌓여요. 학교 공부 때문에 스트레스가 많이 쌓여요. Vì việc học ở trường nên bị chồng chất căng thẳng. 학교 공부 có nghĩa là cái việc học ở trường. 때문에 gắn sau danh từ bằng nghĩa là vì. Vì cái việc học ở trường nên 스트레스 có nghĩa là căng thẳng, stress ấy. 많이 nhiều 쌓여요. Chồng chất, bị chồng chất. Bị chồng chất nhiều căng thẳng. Các bạn có đây nhé, các bạn có từ sa thả, trường hợp này phát âm thành sa thả, mang nghĩa là chất chồng. Thế thì bị chồng chất hoặc là bị chất hoặc là bị chất chồng ấy, thì bạn sẽ có thêm từ y, sẽ là sai đà, sai đà. Âm hờ theo sau là một nguyên âm thì được coi là âm câm, các bạn không nối lên để đọc. Các bạn phát âm là sai đà, bị chồng chất. 학교 공부 때문에 스트레스가 많이 쌓여요. Vì việc học ở trường nên tôi bị chồng chất căng thẳng. Tiếp theo bạn có là gì nhỉ? 텔레비전 화면이 계속 흔들리는데 흔들리는데 어떻게 하지요? 텔레비전 화면이 계속 흔들리는데 어떻게 하지요? Màn hình TV liên tục bị rung, tớ phải làm thế nào đây? 그럼 수리센터에 전화해서 상담해 보세요. 그럼 수리센터에 전화해서 상담해 보세요. Vậy thì gọi đến trung tâm sửa chữa rồi trao đổi xem. 텔레비전 화면 có nghĩa là cái màn hình của TV, 계속 là liên tục, 흔들리다 mà nghĩa là bị rung. 어떻게 là như thế nào, 하지요 phải làm thế nào đây? 그럼 vậy thì 수리센터 nghĩa là trung tâm sửa chữa, 전화해서 còn có từ 뭐뭐에 전화해요 mà nghĩa là điện thoại đến đâu đó, cụ thể là 수리센터에 전화해서 điện thoại đến cái trung tâm sửa chữa rồi. Các bạn sẽ có từ 서 trong trường hợp này, nó mang nghĩa là rồi. 상담해 보세요. Cái từ 상담하다 ấy, nó mang nghĩa là tư vấn hoặc còn dịch là trao đổi. 보세요 mang nghĩa là thử, hãy thử. 상담해 보세요 có nghĩa là gì? Thử trao đổi xem. Các bạn có ở đây 흔들다 là đầu từ đầu tiên, từ nguyên gốc dạng chủ động, nó mang nghĩa là rung, rung lắc. Thế thì bị rung thì bạn sẽ có thêm từ ri gắn sau gốc của cái từ tư này, sẽ là 흔들리다. 흔들리다 là bị rung. 텔레비전 화면이 계속 흔들리는데 어떻게 하지요? 그럼 수리센터에 전화해서 상담해 보세요. Như vậy các bạn hiểu chưa? Ở cái dạng bị động thôi là nó bị tác động bởi cái gì đó. TV bị rung ấy, có thể là do nó bị lỗi kỹ thuật, bị tác động bởi một cái thành phần khác, nên là các bạn sẽ sử dụng với cái dạng bị động là 흔들리다. Tiếp theo chúng ta có một cái ví dụ nữa, đó là gì nhỉ? 희은 씨의 휴대전화 번호가 바뀌었는데 몇 번인지 아세요? 희은 씨의 휴대전화 번호가 바뀌었는데 몇 번인지 아세요? Nghĩa là số điện thoại của Hiền ấy bị đổi rồi, cậu biết là số nào không? 저도 요즘 연락을 안 해봐서 바뀐 번호는 몰라요. 저도 요즘 연락을 안 해봐서 바뀐 번호는 몰라요.
Nghĩa là tớ dạo gần đây cũng không liên lạc nên không biết số điện thoại đã bị đổi. Tức là không biết số điện thoại bị đổi là số nào. Có hiện sĩ hưu đề chọn hoa bản hồ. Hưu đề chọn hoa bản hồ là số điện thoại của Hiền này. Bà quy ớt tà mà nghĩa là đã đổi. Mệt bòn nín chi à xéo. Còn sẽ có in chi à xéo mà nghĩa là gì nhỉ? Có biết là mệt bòn có nghĩa là số mấy, có biết là số nào không? Chờ tớ cũng nhớ chứ gần đây nhớ là cứ án hè bỏ gió cũng không thử liên lạc nên là bà kinh bòn hồ cái số điện thoại đã đổi ấy mô lại không? Tớ không biết. Các bạn có đây bạc cu tà mà nghĩa là đổi thay dạng chủ động. Thế thì ở cái dạng động từ bị động thì các bạn sẽ thêm y, trường này các bạn thêm y. Và các bạn sẽ có là bạc cu y tà sẽ viết gọn lại thành bạc quy tà mà nghĩa là bị đổi. Cái số bị đổi ấy, cái số điện thoại đã bị đổi rồi thì cậu có biết là số mấy không? Đấy các bạn cũng có là gì nhỉ? Bà quyên bòn hồ, cái cụm này cũng mang nghĩa là nhỉ? Số điện thoại bị đổi ấy, thì tớ mô lại ồ. Bà quyên bòn hồ nên mà nghĩa là cái số điện thoại đã bị đổi thì mô lại ồ, thì tớ không biết đâu. Như vậy, trên đây chỉ là một vài những cái ví dụ xuất hiện ở trong sách giáo trình thôi. Các bạn cố gắng học cái từ vựng, những cái từ vựng mà xuất hiện ở trong bảng ấy. Những cái từ mà kết hợp với cái đuôi là y hoặc là hi hoặc là ri hoặc là ki ấy. Đó không phải là tất cả những cái trường hợp động từ bị động, nhưng là những cái động từ mà sử dụng nhiều, xuất hiện nhiều trong quá trình mà chúng ta học, chúng ta giao tiếp, nên các bạn buộc phải ghi nhớ. Và tất nhiên rằng còn rất là nhiều những cái động từ khác nó được biến chuyển sang cái dạng động từ bị động không theo cái quy tắc là kết hợp với y, hi hoặc là ri, ki, mà nó sẽ kết hợp với một cái dạng khác. Thế thì các bạn hãy đón xem ở video sau nhé. Video sau chúng ta sẽ có động từ kết hợp với a hoặc là o chi ta. Nó cũng gần giống với cái ngữ pháp số 1, gần giống với pi tung sa. Nó cũng được dịch là mang nghĩa là bị, được, trở nên. Và cái ngữ pháp này thì được dùng để kết hợp với những cái động từ nó không được ghép theo cái quy tắc thông thường là gắn với ki hoặc là y hoặc là ri hoặc là hi. Thì các bạn đón xem ở video sau. Và ngữ pháp thứ ba nữa thì các bạn cũng đón xem nhé. Chúc các bạn sẽ học tốt. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa.